Rồi sáng mai 6 giờ sáng. Sáng mai 6 giờ sáng nhá. Rồi, gửi anh. Rồi. Cảm ơn quá. 6 giờ sáng gạo và mì nhà trọ Thúy Nga anh nhá. Ở đây là sao? Mấy con à hay là cháu? Cháu. Đây là ai? Đây là vợ. Cầm chết. À. Để cho giúp mà cháu lên thì đó má nó đó phải không? Không, không, không biết. Má chết rồi. Má chết rồi á. Mà cầm chết. Mẹ chết. Rồi thôi. Đây là hai đứa khác nhau à? Khác nhau. Dạ. À. Rồi thôi cho gửi cô nhé. Rồi. Rồi mai lại lấy nhá. Con mấy tuổi? Con 5 tuổi. 5 tuổi. 5 tuổi. Bé mấy tuổi? Con 6 tuổi. À, mai lại nhận gạo nhá. Gạo nhận gạo và mì nhá. Rồi, xin chào. Rồi, xe lôi. Đó, chú chạy xe lôi đi chở khách rồi. Góc đường Phan Văn Vàng và đường Bạch Đằng nha các bạn. Ở đây thì họ còn làm hình như là 15m là chính, còn lộ giới. Đây là chỗ Bồ Đề này. Kế đó là chợ. Định Biên. Nhà trọ Mỹ Hạnh, nhà khách Kim Phượng, đây là khóm Vĩnh Tây 3. Đây, bán đồ. Không cho đây, dừng đây đi, dừng đây cho bà để phiếu. Được không? Đây rồi. Ngày mai nhà trọ. Nhà trọ Thúy Nga. Nhà trọ gì? Thúy Nga. Thúy Nga đâu? Ngay gần ở chỗ cáp treo đó. Nhà trọ Thúy Nga. Vâng. Cô nghe phone đi. Mai mời cô lại nhận gạo lẫn nhận mì nhá. 6 giờ sáng. 6 giờ sáng vâng. 6 giờ sáng thì sao đi chút con coi gì được không? Không có, không có. Không. Sáng mai 6 giờ sáng. Bây giờ bà ra cầm phiếu lại người ta đưa quà gạo. Tại vì gạo mì. Không biết sao. Em biết sao, vì bệnh đó, vì có bị suy tim á cưng. Dạ. Vì bị hở quanh tim hai lá vừa rồi, chị đẩy cho giấy mổ gãy đốt sống thì có tiền, đốt sống thì gãy nè. Dạ. Sợ đi về khuya quá, sợ sáng ra không kịp. Thôi giờ cô cứ về nghỉ sớm đi lại đó nhé. Nghỉ sớm đi, về nghỉ sớm đi, mai lại đó. Tưởng lấy giờ được, kêu không, con trở về. Không, không. Không, tại vì mai mới đến giờ cô nhá. Mai. Dạ. Rồi chào cô nha. Rồi đi chú. Đây hôm nay thì chú Lập có nhờ mang tới. Chú, ngày mai gửi chú một cái phiếu này, chú sẽ nhận là một thùng mì và 5kg gạo. Điện. Đây, chỗ nhà trọ Thúy Nga. Đấy, và mai là 6 giờ sáng chú ghé. 6 giờ sáng chú ghé. Nay chở được nhiều chưa chú? Từ chiều chưa có người khách lên xe. Từ chiều chưa có khách á. Trời ơi. Tháng này vắng lắm cậu ơi. Tháng này vắng á. Nhà được có thứ 7 thì kiếm được trong ngoài được. Ủa thấy anh hồi lúc anh ở nhà rồi nhà mà. Lúc đó đậu đó, đậu lâu lắm rồi không có ai đi rồi mới chạy đi. Mà chú có phiếu chưa? Chưa luôn, không có phiếu nữa. Vâng. Rồi thôi mai chú nhận quà nhé. Đây tôi gửi chú tiền cà phê nhá. Dạ, cảm ơn cô. Dạ rồi. Thôi giờ về nghỉ đi. Về nghỉ mai đi nhận quà. Dạ, nghỉ ngủ cũng đâu được. Tôi là chạy tới sáng. Chạy tới sáng, có không có, sáng mới về. Chú tên gì, năm nay nhiêu tuổi chú? Dạ, tên Minh. Chú Minh. 63 tuổi. 63, rồi thôi chào chú nhá. Bọn con còn đi tiếp đấy ạ. Dạ. Qua khỏi chùa Hành Đạo một chút xíu ở dưới mé. Có ba mới có chạy đó. Chùa Hành Đạo đó thôi, xa lắm được đâu. Mấy cái nhà phát khổ dữ lắm ba. Mấy cái nhà mà nó che cái chùm dưới mé đó. Mẹ đâu rồi? Bây giờ chùa Hành Đạo có 700 mét à? Thôi nãy đi rồi đó. Dạ. Thông báo đi, giờ anh chạy thông báo cho ta lên nãy đi. Vậy là anh có người nào nghèo dữ dằn, anh kêu lên đây trước mặt là tụi tôi ở đây. Rồi, để tôi đẩy. Chú về chú thông báo nhé. Chú chạy
lại đi, thông báo giùm chút đi. Vâng, vâng, chú thông báo bây giờ tới chỗ nào. Bây giờ vòng lại đi, vòng lại. Vâng, vòng lại hai chú hẹn nhau ở đâu? Bây giờ anh lợi chở lợi chỗ, kêu lợi nhà chỗ Thiên Nga. Rồi rồi. Đừng kêu người tào lao lại. Rồi rồi rồi. Dạ. Chỗ đó có 2-3 hộ à? Ờ, vâng, vâng. 3 hộ đi, 3 hộ đi đợi cho ta. Chạy ra tôi kêu tôi vô. À. Dạ rồi. Nha. Vâng vâng, rồi. Rồi chào chú nha, cảm ơn chú. Rồi. Dạ. Dạ vâng. Nhà máy nước núi Sam. Ôi yo yo. Rồi tiếp tục cuộc hành trình để mua bông 15.000 cho một nhánh. Bán bông, bán nến. Rồi chúng ta sẽ đi vô trong coi mọi người thắp nhang nhé. Cầu nguyện. Cầu nguyện Bồ Tát. Đây là Bồ Đề Đạo Tràng nha các bạn. Hội Bồ Đề Đạo Tràng. Ngày mai tụi con phát gạo với mì. Thế mời chú đến chỗ nhà trọ Thúy Nga, chú biết không? Biết. Mai chú nhận một thùng mì với 5 kg gạo lúc 6 giờ sáng. Rồi, vâng vâng. Con chào chú nhá. Rồi chúc chú sức khỏe nhá. Dạ con đi ạ. Cô chú phiếu một thùng mì với 5 kg gạo mà ở nhà trọ Thúy Nga 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Rồi chào cô chú nhá. Dạ dạ. Đây, bán bún cá chả mực. Đó, để các bạn thấy là đi phát phiếu là nó hạnh phúc như thế nào á. Đây, phải nhờ chú thổ địa dẫn đi. Đây, mắm cá lóc này. Dạ dạ. Đây họ cho thuê các cái quần áo. À, quần áo. Rồi, xin chào. Đây, mai gửi anh chị một cái phiếu nhận quà là gạo với mì. Ở đâu? Dạ nhà trọ Thúy Nga thì biết không? Mấy giờ? 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Vâng. Ông anh là làm sao? Ảnh bị nhiễm hóa chất đó anh trai. Nhiễm hóa chất. Dạ. Còn chị thì mắt sáng thôi, còn anh thì mắt không thấy đường. Rồi sáng mai lấy đồ nhá. Vé số còn nhiều thế. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây buôn bán rất là sầm uất buổi tối nhưng mà nó giống như là chợ đêm Bến Thành các bạn. Có cái là không có nhiều khách Tây thôi. Dạ. Chú ngồi đi chú. Dạ dạ. Chú dừng đây đi xuống. À. Đi được không nào? Nào. Không sao không sao. Nào. 2-3 nào. Rồi.
Đây bên này, bên này. Chờ. Còn bán cả võng dù hai lớp của Thái Lan. Đây. Như thế này đây các bạn. À, đây là Phật à, ngồi lắc la lắc lư. À, thần tài cưỡi ngựa tới à, các bạn. À, còn đây là con mèo ngoắc tiền này. Mắm chèn. Wow, quá ngon. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi, không thể chịu nổi. Cảm giác như muốn ăn luôn. Đây mắm cá lóc này. Từng con cá lóc mà họ xếp nhìn rất khéo. Theo từng khối. Mắm Thái, mắm cá linh, cá sặc. Rồi Ba Khía. Anh Ba Khía quê ở miền Tây ấy. À, đây là của cô giáo Thảo. 4 con số 4. Tiệm mắm. Đây là cái bến xe lôi đây. Các anh ấy đang dừng ở đây để đợi khách đi viếng miếu bà xong ra thì sẽ đi xe lôi chạy vòng vòng quanh thành phố. Đó, những cái chiếc xe lôi này. Hello. À, rất đẹp trai, rất tình và đẹp trai. Đang làm cái lên rất là dễ này. Đó. Đầu tư, rất là đầu tư á. Đây chiếc này thì giống như chiếc xe đua và có đề luôn á, đề lip. Lip lip trước là 3 tầng ở chú hay 2 tầng? 3 dĩa và đằng sau là mấy? 6 lip. 6 lip là 18 tốc độ. Đó, xe lôi đó. Giờ thế giới xe lôi. Cái xe này là các bạn ơi, nó chạy bằng cơm á. À, đó. Sau đây có ai nghèo không chú? Mẹ, có gì đây cho người ta mớ đi. Nhiều vé lắm. Mẹ kè nó chở cho bao người. Đây nè, chạy đi. Vâng. Ai biết cũng cho đây chơi. Đâu đâu? Chở về rồi, vé còn nhiều lắm đó. Lên trên kia xíu đúng không? Dạ, dạ. Con từ trên Sài Gòn là có các cô chú trên Sài Gòn về để gửi đây, gửi con một phiếu nhá. Rồi. Con gửi đây, gửi bà trước này. Đây. Nhà trọ Thúy Nga nhá. Rồi. Gửi chú. Rồi. Cậu cho anh thương phiếu rồi cậu. Đây, ở đây anh cô đây đúng không? Rồi. Anh đâu, cô gọi ra đây. Đây gửi cô. Dạ. Cô ngủ rồi á. Đây, gửi cô. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn mấy cô. Rồi, anh nhú không? Con rồi. Con chạy xe lâu rồi, cho nó xe chứ. Nhà chọn thi hè bắt năm. Năm có. Rồi, à. Mà phải hai người dạ, khác dạ. Nhau nhá. Dạ, dạ. Dạ, rồi. À, có rồi. Rồi. Đây, chú là anh cô kia đúng không? Dạ, anh cô kia đúng không? Dạ. À, con vừa đưa cô đấy, đấy. Rồi mai chú, cô chú 6 giờ sáng ra nhận nhá, nhà trọ Thúy Nga. Rồi, thôi chào cô chú nhá. Dạ, dạ, dạ. 6 giờ sáng, 6 giờ sáng, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng nhá. Rồi, chào chú nhá. Rồi, rồi. Rồi, chào cả nhà nhá, chúc mọi người ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp nhá. À, mai có đồ ăn rồi. Các bạn, đây đang là đường Châu Thị Tế và mình đang ngồi trên chiếc xe. Một bác tài xế 33 năm kinh nghiệm. Đây là xe lôi. À, nếu quý vị về Châu Đốc, An Giang thì có thể trải nghiệm thử cái này. Ngồi thì thích hơn ngồi xích lô. Xích lô là các bạn biết không? Là người ta để mình phía đằng trước. Sau đó người ta dâng hiến cái thân xác mình cho phía đằng trước. Em ơi! Nhận gạo sáng ở nhà trọ Thúy Nga nhá. Ờ, em tới lấy gạo với mì nhá. Rồi, chào em. Chúc em sức khỏe nhá.
Thắng nhà trọ Thúy Nga nhá. Dạ, tại bà ngoại đi không có nổi cho xin. Ờ, được rồi, đây đây. Được rồi, rồi đây đây có luôn, chờ xíu. Ở đó. Rồi. Cảm ơn ạ. Rồi chào em nhá. 6 giờ sáng mai nhá. Để có người chạy theo đi. Đây 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 đây. Sao? Có nhà trọ Thúy Nga kêu gì đó. À, nhà trọ Thúy Nga kêu. Ừ, được rồi, rồi cảm ơn em. Ờ, được rồi, xíu quay về. Rồi cảm ơn em nhá. Ờ, được rồi, được rồi, được rồi. Sáng mai 6 giờ sáng, nhà trọ Thúy Nga nhá, lấy gạo lấy mì. Con cảm ơn em. Ờ, ok. Con nhớ mặt ha. Ờ. Rồi đi đâu nữa? Em có cái bà già với là khổ lắm. Ờ, đâu? Dắt bà lên. Ờ, được, được. Ờ, ừ. Tại vì bà sống của mình đó là vậy. Ờ, được rồi, em dắt đi, em dắt đi. Ok, được rồi. Em kêu bà giùm anh. Đó, em bé này cũng rất là dễ thương á, em đi kêu một bà cụ già để tới nhận phiếu nha các bạn. Đó. Phiếu nhận gạo từ thiện chị Tư thành phố. Đó. Chùa Huệ Hương phường Núi Sam. Chị. Đây đây kia rồi. Đây có một bà cụ này nghe nói theo giới thiệu cũng rất khổ. Rồi cứ bình tĩnh thôi cô. Ngày mai mời cô nhận tới nhận gạo nhá. Dạ, 10 giờ hả? Không, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng nhá. Rồi, cứ kêu ra đây. Em kêu ra đây. Rồi, được rồi, đây, có luôn. Rồi, ngày mai. Chị mời anh đi vòng vòng chơi. Rồi, sáng mai 6 giờ sáng mời anh nhà trọ Thúy Nga nhá. Tới nhận gạo cho mình. Dạ, vâng ạ. Dạ, dạ. Bà ơi, bà con gửi biếu bà một cái phần này, mai bà nhận gạo với mì ở chỗ nhà trọ Thúy Nga, 6 giờ sáng bà ghé lấy giùm con nhé. Vâng ạ, con chào. Em gọi đây, em cho bà già, em neo đơn, bà. Đâu, đâu em gọi đây. Bà tại trên kia. Cái đấy đây thôi, là bà gọi ra đây. Đây bà ơi, gửi bà nhá, mai bà nhận gạo với mì, 6 giờ sáng nhà trọ Thúy Nga bà nhá. Chờ em với, em chạy xe lôi này, xe lôi em lặng nè. Nè, đây, gửi cho em. Chú nào có rồi? Đây đây gửi chú nha. Ai chưa có? Đây rồi gửi anh. Rồi bà này nhá. Rồi, rồi mai mời cô nhận gạo nhá. Rồi gửi cô. Ai có rồi thôi nhá. Này làm sao? Con làm sao? Con ở đâu? Anh cho em xin phiếu em đem xuống dưới. Được rồi, đây đây được. Cho bà em. Rồi rồi em nhá. 6 giờ sáng nhà trọ Thúy Nga chú nhá. Lại nhận gạo với mì. Hết rồi. Dạ rồi. Đây đây. Đây gửi anh nha. Rồi. Chú nha. Rồi, gửi em nha. Không, bỏ tay. Rồi, gửi bà. Không, đây còn có một phiếu thôi. Phải. À, nha, đây nha, của con 1 này. Rồi, của con 2 này. Rồi, 3 này. Dạ không cô, con mới bán nhanh. Rồi, rồi, thôi, rồi đi về nha, hết xong nha. 40, rồi đây. Mai nhận. À. Vâng, vậy nha, thôi về nghỉ ngơi nha. Rồi, 6 giờ sáng lại lấy nha. Rồi, con gửi biếu chú nhá, mai 6 giờ sáng. Rồi con chào chú nhá. Bà sao bà? Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Gần 70 rồi. Gần 70.
68. Mà bà làm nghề gì để sống? Cũng đi bán nhang rồi nha con ơi. Vâng, đây, mời 6 giờ sáng mai mời bà lại nhận nhá. Dạ. Rồi, chào bà nghỉ nhá.